Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Đức Quân TV trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thì chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ và chuẩn bị nấu cơm và làm một điều gì đó cho bản thân mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình xin lỗi tất cả các bạn. Xin lỗi vì sao? Vì đợt vừa rồi mình làm video, mình đi học mà không có thời gian để bán hàng. Thì trong khi đó mình giới thiệu cho các bạn qua một số kênh. Và một số kênh thì mình đã nói cho các bạn biết rồi. Thì mình xin lỗi những mình đã giới thiệu cho các bạn đi mua ở những cái kênh khác. Và hàng hóa thì không bảo đảm, mua và bị dính lỗi. Thì mong các bạn thông cảm. Mong các bạn thông cảm nhé. Thì tất cả iPhone X như vậy mình đang bán bây giờ kể thời điểm đang là 9.7 triệu. Main zin màn zin thì các bạn đi mua có 8.6 triệu thì dính màn lô. Mình cũng rất là áy náy. Và những bạn nào mua phải thì mong các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ để mà làm ăn thì mình không biết, nhưng mà tất cả các bạn biết đều biết là ví dụ mua của Đức, cây nào bảo là thay màn là thay màn, cây nào bảo thay vỏ là thay vỏ, cây nào zin thì bảo zin. Kể cả từ X mình cũng bảo rồi, các bạn phải mua là các bạn phải mở ra, đúng không? Các bạn mua hàng của mình các bạn phải đều mở ra hết. Mình đã dám khẳng định từ chỉ có Pro Max thì mình không tháo thôi, chứ còn từ XN Max trở xuống là Đức tháo ra hết. Hoặc là mình có chỉ các bạn, kể cả iPad các bạn cũng tháo ra hết, đúng không? Thế cho nên là những kênh lớn mà mình đã giới thiệu cho các bạn, kênh nào thì mình không tiện đặt tên, không nói. Nhưng mà các bạn cũng nên suy xét lại hàng. Và các bạn đấy dùng, hôm trước bạn ấy mua một kênh X giá 8.6 triệu, đến lúc mà vỡ kính mở ra để đi ép, bây giờ màn lô không ép được. Đó cũng là một sự mình cũng rất là buồn. Những kênh nào thì các bạn cần mua và suy xét tính lại nhá. Và các bạn phải bảo người ta đảm bảo đồng hàng cho các bạn. Ok, đó là điều mà mình xin lỗi. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Và trong video ngày hôm nay, cây đầu tiên mình muốn gửi tới tất cả các bạn, mình bán hàng sau nhá. Mình có sửa cũng có, máy lỗi cũng có, tất tần tật từ ABC mình đều có, zin đẹp đều có hết. Nhưng mà cây nào mình nói, nó như nào là như thế. Nên là đắt rẻ mình đã nói trước, chứ không có chuyện vòng vo làm gì, đúng không? Hải Phòng không lòng vòng. Đấy, ví dụ như đây một cây 6 Flut main zin màn zin. Màn này là màn zin ép kính, nhưng vẫn gọi là main zin màn zin được, zin ép kính, vỏ hơi xấu. Bị tài khoản iCloud, đây là người dùng nhưng mà quên, không thoát ra được. Thì mình cây này, bình thường cây 6 Flut bán giá 2.6 triệu, 2.7 triệu. Thì mình bán cho các bạn với giá là 1.8 triệu thôi. Rẻ hơn được 800.000, nó vẫn là quốc tế, chỉ cần một các bạn chọc sim và các bạn mua. Đó, mua bán thì các bạn nó phải rõ ràng như thế, không đỡ mất thời gian, đúng không ạ? Xin lỗi những bạn mà bị dính mua hàng từ những kênh khác nhá. Từ bây giờ mình sẽ không dám giới thiệu cho các bạn qua những kênh khác, vì thực sự là mình không phục vụ, không kịp. Mình giới thiệu cho những kênh khác xong cuối cùng người ta làm không tốt. Mình cứ nghĩ là kênh nó lớn thì là sự tương tác thì nó lớn, nhưng mà thực sự là không phải. Và mình cũng không nhắc tên kênh nào. Thật sự là người ta, kể cả mình thế, người ta phải làm ăn. Cây là 1.800.000. Các bạn cần thì inbox cho mình chiếc này nhá. Cây này là 16GB nhá. Đấy, các bạn cứ chọc sim và các bạn dùng. Vỏ hơi xấu, 16GB. Giá bằng một chiếc 6 thường. Ok, đó là cây đầu tiên. Cây số 2 trong video ngày hôm nay, đó là một chiếc Samsung. Samsung này là Samsung Z510. Chiếc này main zin màn zin đẹp. Chiếc này thì Đức bán cho các bạn với giá cũng rẻ thôi. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 1.200.000. 1.200.000 nhé các bạn nhé. Đó, main zin màn zin. Đấy, main zin đây anh em nhé. Ok. Đó. Các bạn lấy chiếc này thì inbox sớm cho mình. Sao thằng không sao đâu. Chiếc máy mà này không ám ối gì nhá. Không ám cái gì các bạn nhé. Cho các bạn lấy thì inbox cho mình. Đó. Máy dùng rất là ngon.
Ok, đó là chiếc máy số 2 trong video ngày hôm nay. Chiếc số 3 trong video ngày hôm nay theo các bạn là một gì? Chiếc nào? Ồ, đây một cây 6 này, năm giá 500 nghìn chỉ để các bạn xem phim thôi mà các bạn chê. Đây các bạn bấm đây. Nó chỉ bị lỗi một cái đường ở đây. Không, các bạn bấm vào đây các bạn xem phim. Đó, xem kênh YouTube Đức Cùn TV. Đấy, nó rất là đơn giản. Cắm sạc kia thoải mái. Đấy. Ok, chiếc này 500 nghìn nhá. Các bạn nào cần thì inbox sớm nhá, không để nó lỡ. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc 6 thường. 6 thường 16 GB. Cây này thì của Đức vỏ hơi xấu, hôm qua bán 1 triệu 7 nhưng mà tính cả thay pin xong rồi ngon lành hết rồi nhá, mua rẻ bán rẻ. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 1 triệu 600 k. 1 triệu 600 k anh em nhá. Chiếc 6 thường này 1 triệu 600 k. 6 thường 1 triệu 600 k được chưa? Giá rất là êm cho các bạn. Giá sinh viên mà, 6 thường giá 1 triệu 600 k. Chiếc tiếp theo trong các bạn ngày hôm nay là một chiếc Oppo. Chiếc Oppo đỏ. Men zin màn zin nhá. Đấy, chiếc này men zin màn zin. Nó vỏ xấu, mình chỉ thay mỗi cái xương ở đây thôi. Thay mỗi cái xương đây thôi. Đấy, men zin màn zin. Nếu mà chiếc này mình thay nốt cái vỏ vào đóng đẹp keng thì xong, như các bạn bảo máy mới thì thôi, nhưng mà không làm thì cái vỏ thêm có mấy chục nghìn thôi. Đây mình để men zin màn zin bán cho các bạn. Các bạn cần thì inbox sớm cho mình nhá. Chiếc Oppo đỏ đẹp keng. À chết nhầm, vỏ xấu. RAM 4, bộ nhớ 64. À 32 hay 64 nhỉ? Các bạn chờ mình tí giới thiệu với. Chiếc này là RAM 4, bộ nhớ 32 GB. RAM 4 bộ nhớ 32 GB nhá. RAM 4 bộ nhớ 32 GB. Thì với chiếc này thì mình bán cho các bạn với giá rẻ. Rẻ như sau. RAM 4 bộ nhớ 32 thì mình bán cho các bạn với giá là 1 triệu 700k. 1 triệu 700k anh em nhá. RAM 4 bộ nhớ 32 1 triệu 700k nhá. Ok chưa? Các bạn thích chưa? Ok anh em. 1 triệu 700 k. RAM 4 bộ nhớ 32 1 triệu 700 k. Quá tuyệt vời đúng không anh em? Anh em lấy nhanh đặt nhanh giúp cho mình, không mình bán mất xong đến lúc anh lại tiếc. 1 triệu 700 k nhá. Mọi người lấy thì inbox sớm cho Đức nào. 1 triệu 700 k. 1 triệu 700 k nhá. Ok anh em. Chiếc tiếp theo mình thanh lý đó là một chiếc iPhone 7. iPhone 7 thường màu trắng. Chiếc này thì nó khi mà vào chạy ứng dụng nặng, không phải ứng dụng nặng mà khi vào phần cài đặt ấy, mình muốn cài đặt cái sâu sâu gì nó thường thường nó sẽ bị hơi đơ đơ một tí. Nó bị kiểu như nó reset phần mềm, nó lên i14 tương thích nó không được tốt ấy. Chứ dùng thì nó bình thường. Nó chỉ là lên iOS 14 cây 7 này nó hơi chậm. Thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 3 triệu đồng. iPhone 7 128 GB. Ví dụ như mình đây này, nó lên nó không tương thích nên là nó sẽ bị chậm. Cảm giác nó hơi bị chậm, mình mua rẻ thì bán rẻ cho các bạn. Đây mình chỉ cho các bạn nhé, ví dụ như mình tút mật mã này 000 đúng không? Đấy, này là người ta khi nó nhập vào nó nhận thì nó sẽ thoát ra cơ. Nhưng mà đây nó sẽ bị đơ lại. Đây nó sẽ bị đơ lại. Ví dụ như bị đơ lại như này. Nhưng mà các bạn chơi game thì thoải mái. Các bạn vuốt bỏ tát đi là được, chờ một tí. Đấy, khi nó thoát đi là được. Chứ còn tất cả mọi chức năng đều zin ok hết, nó do bị lỗi iOS. Đó, thì chiếc này nó hơi chậm chậm, thế bán cho các bạn với giá 2 triệu 900 k đi. Đấy, chờ lúc nào nó cập nhật ngon thì các bạn dùng. Men zin 100% nhá. Chưa sửa chữa gì nhá. 128 GB. Đó, 128 GB. Với chiếc iPhone 7 này 128 GB bán cho các bạn với giá 2 triệu 900 k. Được không các bạn? 2 triệu 900 k nhá. 2 triệu 900 k được không anh em? 2 triệu 900 k được thì các bạn thả tim và comment lại giúp mình nhá. Và để mua hàng ủng hộ Đức Cùn TV thì anh em gọi điện tới số điện thoại 0966 93 1693. Cảm ơn. 0816 836789. Và cái số thường trực mà Đức hay gọi và trả lời cho các bạn nhất, anh em nhất, đó là số 0966 93 1693.
Còn cái số kia thì mình sẽ ít trả lời hơn, bởi vì số kia mình phục vụ việc gì gấp lắm hoặc cần gia đình thì mình mới nghe thôi. Cảm ơn anh em. Giá 2 triệu 9 nữa anh em nhá. Ok, camera nét keng. Đấy. Nó chỉ bị vào mỗi cái card đấy thôi, giá 2 triệu 9. Rồi, chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay là chiếc gì anh em? Là một chiếc iPhone X. X256GB. 256GB anh em nhá. Ui, chiếc này 256GB thì dùng quá là oải uể oải luôn. Dùng sao hết được dung lượng được. Máy zin đẹp. Chiếc này Đức đang dùng. Anh em cần chiếc này thì giá 10x nhẹ thôi. Đó là một chiếc máy mà nó dùng quá là thần kỳ và điêu luyện và chụp ảnh như các kiểu. Sử dụng rất là ngon và ok. Đó, chiếc chiếc X này thì mọi người cần thì inbox cho mình nhá. Chiếc này thì mình bán cho các bạn với giá là 10 triệu 500. Nhá. Một chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay nữa. Rồi ok, đó sau chiếc iPhone X và bây giờ là một chiếc Samsung Samsung A710. Chiếc này giá 2 triệu đồng nhá. Mọi người dùng chiếc này thì inbox cho mình nhá. Đẹp keng nhá anh em nhá. Anh em cần thì inbox cho mình nhá, giá 2 triệu đồng. Ok, sau chiếc này là một chiếc iPhone 6. iPhone 6 16GB. Đẹp gần như keng. Chiếc này giá 1.800.000. iPhone 6 1.800.000 nhé. iPhone 6 1.800.000 anh em nhé. iPhone 6 1.800.000. Anh em cần thì inbox sớm cho mình. 1.800.000 nhé. Đó, 1.800.000. Rồi, một chiếc tiếp theo. Như đây 7 Flut thì mình có mấy cây. Nó giá từ khoảng 5 triệu, 6 triệu, hơn 6 triệu cũng có. Nên là anh em cần chiếc nào thì inbox cho mình nhé. Giá từ 5 triệu trở lên. 7 Flut giá từ 5 triệu trở lên nhé mọi người nhé. Đó, đẹp keng có. Xấu xấu tí giá lên quanh 5 triệu cũng có. Nên là anh em cần chiếc nào thì inbox cho mình để mình hỗ trợ. Được chưa? Giá rất là hợp lý ạ. Giá 7 Flut nhé. Anh em cần thì inbox cho mình nhé. Ok, chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay. Đây, mình sẽ gom lại đây để cho các bạn dễ nhìn hơn. Để xa quá. Một chiếc Vivo này bán giá cho các bạn giá X100 thôi. Chiếc Vivo này giá có 700 thôi. Anh em cần thì inbox cho mình nhé. Vivo giá 700 nhé. Ok anh em, Vivo giá 700. Hai chiếc Xiaomi giá 1.700.000. Hai chiếc Xiaomi giá 1.700.000 nhé. Hai chiếc Xiaomi giá 1.700.000 nhé. Giá 1.700.000 nhé anh em nhé. Rồi, chiếc tiếp theo đấy rồi, như các bạn biết rồi, hai chiếc là một chiếc 1.700.000 nhá. Anh em cần thì book sớm cho mình nhá. 1.700.000 nhá. Anh em book sớm thì được sớm. Rồi, chiếc tiếp theo. Đó là một chiếc Oppo. Oppo này là chiếc này là chiếc Oppo F9 phiên bản đặc biệt, RAM 6, bộ nhớ 64, RAM 6GB thì các bạn chơi game thoải mái rồi. Cam, hai cam này, màn hình tay thỏ này. Đó, X1, X2, X4, X4 là kịch nhé. Cái này lại lên được X4 nhé. X4 nhé.
X4 nhá anh em nhá. X4 nhá. Ok. X4 zoom được X4, camera với các kiểu dùng thoải mái. Giá để cho các bạn với giá là 2.900.000. 2.900.000 là một điều gì đó. Thôi, hôm nay vui bán cho các bạn với giá 2.800.000. 2.800.000 đỏ chót chót. Mặt lại còn mặt kim cương này nữa. Đấy, bản quốc tế đấy. CPH đấy. CPH, riêng Oppo CPH là các bạn mua là được. Riêng Oppo mua các bạn cứ chọn bản CPH nhé. Bản CPH là bản quốc tế phân vùng về Việt Nam với các kiểu. CPH là chuẩn đấy. Nên là không sợ mua những bản khác, cứ CPH mà các bạn chơi cho mình là được. Cứ thế là yêu quý. Và sau đây là tiếp là một cây gì được anh em? Một cây 6 thường 16 key. Giá 3 triệu đồng. Ở đâu 6 Plus 64GB giá 3 triệu đồng nhé. Mọi người cần thì inbox sớm nhé. 6 Plus 64GB giá 3 triệu đồng. 6 Plus 64GB giá 3 triệu đồng nhé. Ok anh em. Một chiếc tiếp theo là hai chiếc Oppo A01K. Giá Oppo A01K giá là 1.600.000 một chiếc. Chiếc tiếp theo là một chiếc Oppo Reno 2F, RAM 8 bộ nhớ 128. RAM 8 bộ nhớ 128 nhá. RAM 8 bộ nhớ 128 anh em nhá. Chiếc này thì bán cho các bạn với giá 4.400.000. Một chiếc tiếp theo đó là một chiếc Samsung A70 đẹp keng nhá. Samsung A70 đẹp keng còn bảo hành. Samsung A70 đẹp keng còn bảo hành thì bán cho các bạn với giá là 4.400.000. Một chiếc 6S Plus. 6S Plus giá 4 triệu đồng. Một chiếc Samsung S8 giá 3.700.000. 3.700.000 anh em nhé. Một chiếc nữa Vivo Y19. Y19. Chiếc này là Vivo Y19 giá là 3 triệu đồng. Một chiếc Z7 Pro giá 1.600.000. Z7 Pro 1.600.000. Còn một chiếc 7 Plus còn đẹp keng, còn bảo hành dài hạn, chiếc này thì giá 6.900.000. Ai cần chiếc này thì inbox riêng nhá. 6.900.000 nhá. Đây một chiếc 7 Plus 128GB màu vàng đẹp keng. 128GB màu vàng đẹp keng. Giá cho các bạn với giá 6.500.000. À 6.800.000 chứ 6.800.000. Còn một chiếc phải iPhone X nữa. iPhone X 64GB giá 9.700.000. Hai chiếc 6S, một chiếc 2.600.000 và một chiếc 2.400.000. 2.400.000 và 2.600.000. Và một chiếc cuối cùng là một chiếc 6S màu vàng 16GB đẹp keng, giá 2.500.000. Đó tất cả những máy mình có trong giới thiệu cho các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay, chiều tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ Đức Cùn TV trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Và các bạn muốn đặt hàng thì gọi điện thoại là 0966 931 693 0816 836 789 nhé. Và đừng quên bấm subscribe và ủng hộ kênh Đức Cùn TV. Mình đã giới thiệu thì các bạn tạm thời bỏ qua những người đó nhé. Còn các bạn có thể là mình mà không quay video thì các bạn cứ gọi có hàng thì mình sẽ báo. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại anh em. Subscribe ủng hộ kênh Đức Cùn TV nhé.